Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thành phố bên dòng lô số tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Năm 2019, thành phố Tuyên Quang đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài, tạo sự ổn định, tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố tích cực tổ chức các hoạt động vì môi trường không chất thải nhựa. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2019, thành phố Tuyên Quang đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài. Người dân trực tiếp đến các cơ quan hành chính nhà nước để kiến nghị phản ánh giảm đáng kể so với năm 2018. Đây là nỗ lực cố gắng của thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở, qua đó tạo sự ổn định để tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuyến đường khu dân cư Ngọc Kim đi qua quốc lộ 37, phường Hưng Thành có chiều dài trên 280m. Sau nhiều năm sử dụng nên đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị xói lở, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn mất an toàn giao thông. Sau nhiều lần người dân phản ánh kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang quyết định và phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu dân cư Ngọc Kim đi qua quốc lộ 37, trị giá gần 2 tỷ đồng. Việc hoàn thành tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời nhằm tăng cường sự đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 2. Được Ủy ban Nhân dân thành phố đã quan tâm để xây dựng cải tạo nâng cấp tuyến đường có cống rãnh thoát nước bằng bê tông chịu lực. Thì hiện nay nhân dân rất phấn khởi và sự đi lại thì trước Tết và trước kỳ đại hội Đảng. Khi mà lên đô thị loại 2 thì Tuyên Quang cũng có mở rộng một số tuyến và đầu tư cải tạo chỉnh trang các cái tuyến đường mà thực sự cần thiết. Thế tuy nhiên riêng cái tuyến đường này là cái tuyến mà theo nguyện vọng của cử tri phường Hưng Thành. Vì trước đây là đường láng nhựa và qua quá trình sử dụng là khá lâu rồi, nó xuống cấp và dân đi lại rất khó khăn. Tuyến đường này sau khi hoàn thành thì nó cũng cơ bản là đáp ứng được cái tuyến đường phố gom nội bộ. Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong đó tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức đối thoại với nhân dân. Các vụ việc kiến nghị phản ánh mới phát sinh cũng đã được chỉ đạo tập trung giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức và người dân. Trong năm 2019, thành phố Tuyên Quang đã giải quyết dứt điểm 9 vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài, duy trì tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định, tiếp 575 lượt công dân, số đơn thư phải giải quyết 901 đơn, đã giải quyết xong 793 đơn thư, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 88%. Đối với Ủy ban dân phường thì chúng tôi đã có những bộ phận tiếp nhận và để giải quyết những ý kiến kiến nghị của nhân dân và trong đó cũng phân công phân nhiệm lãnh đạo trực để giải quyết kịp thời. Năm 2020, thành phố Tuyên Quang tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của người dân nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, phường Đông Tiến, thành phố Tuyên Quang lựa chọn cây nào để phát triển trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng, cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Xây dựng dự án, phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật để người dân tập trung phát triển, nâng cao chất lượng cây đào là giải pháp mà hội nông dân phường đang tích cực thực hiện nhằm đưa cây đào trở thành cây trồng chủ lực của địa phương. Xây dựng những cái dự án để cho nông dân tiếp cận những cái nguồn vốn ưu đãi với những cái lãi suất ưu đãi để cho tạo điều kiện cho nông dân được vay vốn và để đầu tư vào phát triển cái kinh tế, là đặc biệt là cái cây đào tạo nên phát triển cái kinh tế. Phường Đông Tiến đã quy hoạch vùng trồng đào phát triển ở hầu hết các tổ nhân dân trên địa bàn, trong đó tập trung nhiều ở các tổ 13, 14, 15, có 121 hộ trồng với diện tích gần 8 hecta. Ngoài phát triển đào cảnh, phường Đông Tiến đã định hướng người dân tập trung phát triển gốc đào cổ thụ, đào thế để tăng giá trị sản phẩm. Để đưa cây đào cảnh thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, bên cạnh các chính sách khuyến khích phát triển trồng đào, phường cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng quảng bá hình ảnh, từng bước gây dựng thương hiệu đào Đông Tiến, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay thì trên địa bàn phường thì cũng có phối hợp với giống cây trồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn kỹ thuật để cho bà con thực hiện đúng quy trình để đảm bảo cho cái hiệu quả tốt nhất.
việc đưa cây đào trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương sẽ khẳng định và nâng cao giá trị của cây đào nông tiến trên thị trường, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng, giúp việc giao thương hàng hóa thuận tiện hơn. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Lãng Vượng, thành phố Tuyên Quang luôn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Nghiêm ở thôn 1 là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh xã Lãng Vượng. Năm 2016, ông Nghiêm đã phá bỏ lò gạch thủ công của gia đình, chuyển sang trồng cây bưởi và nuôi cá. Hiện gia đình ông Nghiêm có 300 cây bưởi các loại và hơn 10.000 m2 mặt nước nuôi cá. Với ao cá mỗi năm cho thu hoạch từ 3 đến 5 tấn, giúp gia đình ông Nghiêm có thu nhập ổn định. Khi có chủ trương đường lối của Đảng lãnh đạo các cấp là chuyển đổi đảm bảo cái môi trường thì gia đình có mạnh dạn vay vốn là đầu tư. Riêng bưởi thì gia đình tôi giống năm nay bắt đầu bước sang năm thứ 3, thế còn cá thì gia đình đã thả được 5 năm. Hiện Hội Cựu chiến binh xã Lãng Vượng có gần 550 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Nhằm giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực vận động các hội viên chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, nhất là những cây ăn quả có giá trị. Thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với 16 thành viên và thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Cùng với đó, hội đã khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Từ đó đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả. Hội cựu chiến binh xã Lãng Vượng hiện có trên 30 mô hình kinh tế các cấp do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm trên 70%. Hội chiến binh xã Lãng Vượng đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết đến toàn thể là cán bộ hội viên. Thế hiện nay thì trên cơ sở đó thì đã tìm ra các cái giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, ví dụ như giúp là hội viên là sẽ vay các cái vốn. Thế từ những cái đó thì đã thúc đẩy và lôi cuốn được anh em hội viên là trong hội chiến binh xã tham gia và phát triển kinh tế. Thế đến nay cái kết quả là hội chiến binh xã Lãng Vượng là không còn hộ nghèo. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi không chỉ giúp các hội viên nghèo hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế mà còn khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, đồng thời là động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh phấn đấu nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Còn ở Hội Cựu chiến binh xã Đội Cấn, những năm qua đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội Cựu chiến binh xã Đội Cấn đã thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, thu hút 13 hội viên tham gia. Đây là nơi để các hội viên cựu chiến binh cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt và làm dịch vụ, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện để cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập trung bình của các hội viên trong câu lạc bộ đạt 150 triệu đồng trên người trên năm, đã tạo nhiều việc làm cho lao động ở địa phương. Anh em trong hội đã chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho các cái hội viên làm cái kinh tế nó giỏi hơn mà học hỏi nhiều cái kinh nghiệm trong phát triển từ chăn nuôi rồi trồng trọt để phát triển kinh tế của hội viên ngày càng phát triển. Trong thời gian tới thì câu lạc bộ cũng động viên và phát triển các cái mô hình đang có cái chiều hướng phát triển tốt lên và kết nạp thêm các hội viên để câu lạc bộ nó rộng khắp trong toàn xã. Những người cựu chiến binh khi xuất ngũ trở về địa phương, mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí công tác khác nhau, nhưng đều quyết tâm không cam chịu đói nghèo. Các cựu chiến binh xã Đội Cấn đã tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hội cựu chiến binh xã cũng tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 30 hội viên ở 6 tổ vay vốn, vay gần 700 triệu để phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với khuyến nông xã, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tâm canh cây trồng vật nuôi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ các nguồn vốn trên, các hội viên đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết hợp với chăn nuôi, nên nhiều gia đình cựu chiến binh đã tăng thu nhập và làm giàu chính đáng. Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Thì cái này đã được anh em đưa thành phong trào và đối với cựu chiến binh xã Đội Cấn chúng tôi thì đã xây dựng được một câu lạc bộ và có 13 các cái mô hình cựu chiến binh làm ăn phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình.
Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã Đội Cấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, năng động trong sản xuất kinh doanh, vươn lên trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần giữ vững tiêu chí về thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nghỉ La, thành phố Tuyên Quang thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay góp sức thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là tuyến đường kiểu mẫu của tổ 3 phường Nghỉ La, thành phố Tuyên Quang xây dựng trong thời gian qua. Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động và xây dựng tuyến phố tự quản văn minh. Ý thức người dân cũng từ đó ngày một nâng cao. Cuộc vận động đã đưa vào thực tế, nhận thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Và đặc biệt là bộ mặt của đô thị thì khang trang, sạch đẹp và văn minh hơn. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã giúp cho đời sống kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn phường Ỉ La, thành phố Tuyên Quang ngày một đổi thay, bộ mặt đô thị ngày một sáng đẹp. Thông qua cuộc vận động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khi được các ban công tác mặt trận tuyên truyền vận động đến các hộ nhân dân thì các hộ nhân dân đã thể hiện cái sự đồng tình, ký cái cam kết là xây dựng các quy chế hoạt động của các mô hình tự quản ở các khu dân cư. Từ đó nâng cao cái ý thức của người dân là tự giác chấp hành pháp luật về thực hiện các quy định về trật tự đô thị, về vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi và thực hiện cái việc trồng hoa cây cảnh ở các ven các tuyến đường để tạo cảnh quan mô hình môi trường sạch đẹp. Bằng những giải pháp và cách làm sáng tạo, linh hoạt, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc phường Nghỉ La đã và đang tích cực cùng với các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phấn đấu đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại 2 theo đúng lộ trình. Với thông điệp vì môi trường không chất thải nhựa, phong trào này đã được các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả lớn nhất là tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã An Tường. Những vật dụng bằng nhựa như chai, lọ đã qua sử dụng, đã được tận dụng để trồng hoa, cây cảnh. Từ những cách làm của hội viên phụ nữ thôn 4 xã An Tường này đã góp phần làm đẹp cảnh quan của thôn, giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa. Chị em phụ nữ chúng tôi đã tuyên truyền tới chị em là dùng những cái chai, lọ nhựa để trồng hoa, treo tường để làm đẹp cảnh quan của môi trường, làm sao cho cảnh quan của thôn xóm cũng như đường phố ngày càng xanh tươi và đẹp hơn. Nhằm thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, Hội Phụ nữ xã An Tường đã phát động tới các hội viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thay đổi thói quen nhận thức trong việc sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông dùng một lần, tổ chức ký cam kết thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp. Nhằm đẩy mạnh cái phong trào hạn chế chất thải nhựa vì một môi trường không dùng chất thải nhựa thì đã nâng cao cái ý thức thay đổi cái thói quen của hội viên phụ nữ ở các khu dân cư trên địa bàn xã An Tường, hạn chế sử dụng những cái đồ dùng nhựa sử dụng một lần và tận dụng những cái lọ nhựa đó để trang trí trồng hoa, trang trí nhà văn hóa, khuôn viên các cái tuyến đường hoa. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ xã An Tường sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Thành phố bên dòng lô số tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.